Rồi mình chào tất cả anh em ha, đã quay lại kênh của Điện Tử Khải anh em. Và hôm nay mình đang đi thu được mấy cái dàn nhạc karaoke nè anh em. Ngày hôm qua thì bữa nay mình sẽ làm một cái video để thanh lý lại cho mấy anh em, giá chỉ từ 120 ngàn cho đến 500 ngàn, 700 ngàn ha, có đầy đủ hết anh em. Và ở đằng đầu kia kìa anh em, thì thùng Nanomax hai cặp, một cặp Nanomax nè và một cặp kia cũng là hai tắc, và đó là có ba cặp, giá chỉ có 600 ngàn một cặp anh em, cực kỳ là hay anh em, cực kỳ là VIP. Thì cái này là mình thanh lý được cái chỗ bán, người ta bán chậm quá Tết, người ta bán thanh lý, mình mua lại mình thanh lý cho mấy anh em, giá cho mấy anh em xài ha. Rồi thì cái đầu video thì cái mic mic Agigan thì dòng này dòng huyền thoại hồi xưa giờ anh em ha. Thì dây nó là dây cỡ khoảng 5-6 mét, dây xịn hết anh em. Dây này á thì ở đây á là mình cũng thu được chung một cái bộ dàn nhạc karaoke của người ta anh em, lưu động anh em. Thì cái này mình mua chỉ 120 một cây, thì mình bán lại cho anh em 120, chui gắt xịn hết, hoạt động hoàn hảo bình thường hết nha, chui gắt xịn hết anh em 120, thì mình bán cho anh em 120. Rồi thì ở đây nó có cái mã sản phẩm như thế này, đây là cái DBX 223XL, thì dòng này để chiêu quay và cắt súp anh em, hoạt động hoàn hảo 500 ngàn, ngoại hình hình thức thì khá là ok nha. Thì cái này là trong cái dàn karaoke lưu động anh em, thì mình mua lại mình nâng cấp cho nữa, mình sẽ mua lại bằng cái giá bán cho anh em bằng cái giá không lãi suất anh em. Và còn ở đây là cái idol 100, thì cũng là trong liền cái bộ hết anh em, hoạt động hoàn hảo, bao hin bao hoạt động tốt cho anh em, giá chỉ 600 ngàn nha. Cái này là mình không có vệ sinh luôn anh em, mình mua sao thì mình mua gì mình để làm bán lại cho anh em. Thì trong cái lúc mà mình bán cho anh em thì mình vệ sinh cho anh em hết. Ở đây có một cái K20 JBL, là thì cái này hát nhạc bình thường, thì cái ca mình ca ra ok anh em, thì lúc có eco lúc không. Thì cái này mình bán giá thanh lý cho anh em, mua sao bán là gì 500 ngàn luôn. Ngoại hình hình thức của nó là khá là ok, chỉ cái tội là mắc eco nè, lúc thì có eco lúc không. Và cái con phép bắt chống hú XTG 2.0 thì cái này á, là mình bán 600-700 ngàn anh em, 700 ngàn. Này thì mình cũng thu lại được cái dàn nhạc sống anh em, người ta có điều kiện ta nâng lên anh em, hai đường out hai đường ra, thì hai cái tai mít anh em 700 ngàn, hoạt động tốt hoàn hảo, zin hết không lỗi lầm. Cái này Alexis Eco G anh em, thì cái dòng này dòng Mỹ nồi anh em, 2,2 triệu một con, hoạt động hoàn hảo, đẹp, hình thức dáng đẹp, mặt đàn còn đầy đủ. Con dưới này cũng vậy luôn, con này thì nó đẹp hơn anh em, cũng là 2,2 triệu, hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm, 2,2 triệu ha. Thì mình ở đây mình qua nhanh đi anh em để tránh cái video nó dài anh em. Ở đây cũng là 2 triệu 2 anh em. Thì cái này là X6 anh em, 2X6 của hàng bãi nha, hàng này hàng tuyển chọn anh em. Thì giờ cũng được 90 cây anh em, 2 triệu rưỡi anh em ơi, lộn nha. Ở đây nè anh em, dòng này dòng xịn nha anh em, chưa chạy chỗ gì hết nha. Nếu mà nói là đẹp là có khoảng 9 mấy % anh em. Hai tăng phô, một tăng phô thì để cấp nguồn 5V để xử lý cho cái chip gầy quay, và tăng phô lớn thì nó để xử lý đường 15 cộng trừ đi, cấp cho cái con IC, những con IC hoạt động tín hiệu giải mã âm thanh. Hàng thì hàng hàng này hàng nội hết trơn em anh em, hàng giữ hết rồi.
Rồi anh em, mình sẽ ghim dây vô, mình cho anh em thưởng thức cái echo, hiệu quả của nó coi như thế nào, nha anh em. 5, 6, 7, quật nó nhiều hơn delay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và cái đường LG ở đây nè anh em, thì cái này á, thì delay cộng gầy vợt, và cái này á gầy vợt cộng delay nha. Gầy vợt của nó là khỏi chơi nè, khỏi chơi chút nào hết. Và cái net anh em 1.350.000, thì net FX Blue, FX 30 Blue, dòng này thì dòng cao cấp nha anh em, dòng nhập nha anh em. Anh em khỏi có sợ là cái dòng này là cái dòng của mình ở đây làm anh em. Dòng này dòng chuẩn của nước ngoài nha. 1.350.000. Eco gầy vợt chống hú tiếng cực kỳ hay. Còn cái con này thì 2.500.000. DSB. Hình thức ngoại hình đẹp cực kỳ ok. DSB 3.000. Và cái con X5 anh em. Con X5 này hàng cũng xịn sò luôn, hàng quyền thoại hết, 2.000.000. X5 hàng này thì hàng xịn, hàng cao cấp rồi nè, 2.000.000. Mấy dòng này thì đi làm lưu động, đi làm karaoke, làm lấy cái eco ghề hoặc là quật ghề thì khỏi chơi rồi nè, khỏi chơi chút nào hết. Đây cái cây Mitgo, giá của nó là 400.000. Dòng xua, xua này thì này là xua cũng là hàng xịn hết nha anh em. Cái không có phải dán anh em, chữ xua là kéo lụa luôn anh em. Đây, SM78A, có cờ sọc luôn anh em. Mã model là USA, còn ở đây thì dán anh em. Cái dòng này thì người ta in sao thì mình nói gì anh em đừng có lên bình luận lung tung nha. Dây thì dây xịn sò hết. Thì anh em nào bình luận thì biết thì bình luận, không biết thì thôi anh em. Anh mình thấy anh em vô cái trang của mình bình luận nhiều cái nó không có gì đúng gì hết anh em. Bình luận vậy người ta cười chơi thêm á anh em. Ở đây là cái 250.000 một cây ha. 250.000 một cây, dòng này thì xịn hết. Dây liền. Cũng như cái bữa đó cái thằng em gì nó lên bình luận cái dòng này nè. Nó nói là làm gì có gì quật. Em nó chẳng có biết gì hết. Cái dòng này nó chống hú luôn anh em. Cái dòng này á, nó có gì quật. Gì quật nhẹ anh em. Gì quật để phối cho cái tiếng nó bay anh em. Cái dòng xịn là nó có điều có phối gì quật nhẹ hết anh em. Thì mình cũng đồng ý là nét này á, nó có một cái số nét á, nó cũng không có gì quật. Nhưng cái bo này là vừa bo chống hú, có gì quật một chút xíu nữa anh em. Nó phối để cho cái tiếng nó hay lắm anh em, mượt. Và net FX nè, net FX 30 Blue hàng xịn đó, thì nó có mã số ở trong. Thì net này là net cao cấp. Cái mặt đèn của nó gì nè anh em, anh em nói chuyện nó nháy 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 nè. Này mình đang để tiếng mít mọc đó nè. Và cái bộ nguồn đó nó xử lý cái con mấy cái con IC là công nghệ cao anh em. Chip này xử lý tín hiệu của nó là hay. Và mấy cái volume của nó là volume đôi hết. Nguồn của nó lớn lắm. Ở đây mình đang ghim cái mic go vô, mình thử tiếng mọc của nó cho anh em nghe nè. Cái tiếng nó sạch sáng lắm. Thì mình sẽ lên cái echo cho anh em nghe nè. Lê 5, 6, 7. Bơm miếng nhạc ra nè. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hàng này là không phải là hàng của mình ở đây đâu anh em. Dòng này mình bao cho anh em hay luôn. Tiếng xì cực kỳ luôn anh em. Đừng có anh em đừng lên bình luận tào lao bác xế. Hiểu thì bình luận, còn không hiểu thì thôi ha. Ở đây anh em. Đó. Thì cái dòng này thì chung chép bass của nó thì nó mềm mại lắm nghe anh em. Này là hay lắm anh em. Một chép hai bass. Đường in. F
phân tầng đôi anh em, mình xài phân tầng đơn vẫn được anh em. Nếu mình xài đơn á, thì mình xài một bát một chép, còn đôi thì mình thêm một cái dây bát nữa anh em, 550 bộ anh em. Dòng này thì dòng xịn hết nha anh em, khỏi lo ha, 550 bộ. Thì ở đây là cái số điện thoại của mình anh em, 0369 050 836 anh em. Còn chép này á, thì chép N750GZ phiên bản Italy anh em. Dòng này dòng xịn nha anh em, dòng xịn nha, phiên bản Italy. Ở đây là nó xịn gì hết anh em. Mình đưa lên cái chép này cũng có mấy lần mấy anh em vô bình luận cũng xàm xàm ba xú lắm anh em nha. Dòng này thì bao cho mấy anh em là hay cực kỳ luôn, nhôm luôn, đít nhôm anh em, hàng xịn sò anh em, chứ không phải là hàng tầm bậy tầm bạ đâu nhé anh em. Anh em lên bình luận nhiều cái nó cũng hơi xàm xàm xíu xú, người ta cừ cho mình chết luôn anh em. Còn cái này nè anh em, 3 triệu ha. Cái sao gáp 8 lai. Dòng này thì dòng đạt chuẩn anh em, dòng đạt chuẩn nha. Mình quay cho anh em coi kỹ nè. Anh em hãy nhìn kỹ đi rồi há lên coi anh em. Đó, những cái gắt cơ nè, 6 ly nè, cả nông của nó nè. Anh em thấy không? Dòng này thì đập hộp 3 triệu anh em. Cái dòng xịn á anh em, kéo cái phần cái càng folder nè anh em, nó chạy nè anh em thấy không? Nó đã tay lắm nè, chứ không phải như mấy cái dòng mà loại 1, loại 2 nè. Anh em kéo nó có cảm giác nó đã tay, nó trơn chui đã lắm chứ không phải là sực sực sực. Thì cái dòng này á, thì dòng cao cấp mình bán cho anh em 3 triệu ha. Thì anh em coi ưng ý cái gì thì gọi điện cho mình số này nè anh em. Còn cái đây mà mặt tin 1.790.000 anh em, bán cho nó đẹp anh em. Thì từ 190 con 75 lô 4 tắc sườn nhôm ha. Cái dòng này thì 8 ohm, nhỏ nhất nó là 600W, lớn nhất nó là 800W anh em. Dòng này thì bát nó mềm lắm nè, mềm mại lắm. Nó đưa ra dãy bát chung của nó là hay cực kỳ anh em. Rồi mọi người ơi, mình sẽ ghim vô cái loa, mình cho mọi người nghe cái chất âm của loa nha. Rồi mình sẽ bán thanh lý cho anh em cái bộ mixer hoạt động hoàn hảo, mới thu lại cái dàn karaoke hôm qua anh em. Người ta nâng cấp lên mình thu lại anh em. 8 lai, 1.500.000, hoạt động hoàn hảo, không lỗi làm gì hết. Chưa chùi, chưa vệ sinh hết anh em. Hoạt động hoàn hảo nha. Nó chỉ có cái tội là gì nữa nè. Người ta cái tay người ta đẩy tới đây lui nè, nhưng mà cái thằng này nó xài cách làm sao mà nó chạy quá nè. Cái tay của nó làm như cái sao đó nè, nó chạy nè, mắc số thôi. Hoạt động hoàn hảo, 1.500.000, không lỗi làm gì hết, từ cả chi tiết nè nè. Rồi thì mình cũng ba cặp lo dòng Nanomax 600.000 một cặp, phần là hai cái. Thì ở đây mình mở cho anh em coi. Lo là đẹp cực kỳ. Dòng này thì người ta chưa xài, ta chỉ có là trưng bày anh em. Thì do trưng bày nhiều quá, nó hơi cũ chút đỉnh. Ta bán thanh lý là cho mình bán thanh lý cho anh em là 600.000 một cặp. Chép của nó nè nè, nên thấy không? Nè. Nha. 600.000 cặp. Còn cái cặp B và M thì cặp này nó cũng bị vậy luôn, 500.000, không có hai cái mặt chụp nha.
500 ngàn. Cặp này thì 600 ngàn. Dòng này thì nó cũng chưa chạy chỗ gì hết nhiều hết anh nè. Ở đây là sau lưng của nó nè, cặp BM sau lưng nó ha. Và cái đây là Nano Max ở sau lưng nó đây. Còn ở đây nó bị mắc cái thì mình sẽ kiếm cái mình gắn vô cho anh em ha. Toàn bộ là còn đẹp, còn mới hết. Rồi cái mình ở đây men công sức cũng rất nhiều anh em. Thì anh em nào thích gì thì alo nấy, xe 9M nè, mặt tiền 24 con đầy đủ, thùng 6,5 triệu, lo B 500B, chép N 750, một cặp 6,5 triệu. Ở đây là con 75, chép N 750, có phân tầng đầy đủ nha anh em, 5,5 triệu một cặp. Và monitor này thì 3 tắc có đầy đủ luôn cho anh em, là giá tầm có khoảng 4 triệu 2 4 triệu 3. Và monitor 4 tắc chuyên nghiệp trên sân khấu anh em thì giá nó cũng tầm 5 triệu ngoài một cặp anh em. Rồi thì mình quay chi tiết cho anh em bao nhiêu để anh em tham khảo, thì anh em coi cái gì thì ưng ý thì alo cho điện tử Khải anh em. Thì mình cũng chào tất cả anh em ha, hẹn anh em video kế tiếp nha. Và anh em nhớ nhấn đăng ký kênh mình nha anh em, để có được cái video giá rẻ phải chăng, hàng rẻ như thế này anh em. Hàng thì rẻ cực kỳ nha, mình còn nhiều sản phẩm thanh lý nhiều anh em. Do cái thời gian không có, mình không có được quay lên để cho anh em xem anh em. Rồi mình chào tất cả anh em ha, hẹn anh em cái video kế tiếp nha.